Kính chào quý nhà đầu tư đến với báo cáo chiến lược năm 2024, lợi tức, cổ tức hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng vượt trội. AZFIN đã đưa ra 3 mùa báo cáo chiến lược và cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Ngày hôm nay, hãy cùng AZFIN điểm lại theo bảng thống kê dưới đây khi so sánh với VN Index. Năm 2021, khi lợi suất sinh lời của VN Index đạt 32,1%, thì báo cáo chiến lược của AZFIN mang lại lợi suất 76,3%, cao gấp 2 lần so với VN Index, trong đó 5 mã mở rộng trung bình lãi 84,36%. Với năm 2022 đầy biến động, thị trường chứng khoán đã có lúc giảm mạnh đến 26,4%, nhưng báo cáo chiến lược của AZFIN chỉ giảm 9,4%, mức giảm nhẹ hơn rất nhiều so với thị trường chung. Bước sang năm 2023, báo cáo chiến lược với chủ đề tập trung vào định giá đã mang lại thành công lớn cho nhà đầu tư với mức tăng 28,5%, cao hơn 3 lần so với mức tăng của thị trường chung là 9,4%. Thị trường chứng khoán luôn diễn biến hết sức phức tạp, từ đó khiến cho các nhà đầu tư thường rất khó khăn trong việc ra quyết định đầu tư cũng như không biết chọn cổ phiếu nào, danh mục nào và chiến lược ra sao để có thể đầu tư hiệu quả trong dài hạn. Thấu hiểu được nhu cầu này, AZFIN Việt Nam đưa ra báo cáo chiến lược thường niên nhằm đồng hành cùng các anh chị trong suốt quá trình đầu tư hướng tới lợi suất có thể vượt trội so với chỉ số VN Index. Tiếp nối thành công sau 3 mùa báo cáo chiến lược, AZFIN quyết định ra mắt báo cáo chiến lược năm 2024 với chủ đề đón sóng phục hồi. Danh mục bao gồm 10 mã top đầu được lựa chọn kỹ lưỡng từ 6 ngành tiềm năng cho năm 2024 với các tiêu chí ROE cao gấp 1.5 lần trung bình thị trường, V/E bằng 1/2 đến 2/3 trung bình VN Index, cổ tức cao gấp 4 lần trung bình VN Index, tăng trưởng kết quả kinh doanh cao hơn 1.2 đến 1.4 lần VN Index. Các tiêu chí này giúp cho danh mục báo cáo chiến lược vừa có dòng tiền từ cổ tức cao hơn gửi ngân hàng để đảm bảo tính phòng thủ an toàn cho vốn đầu tư, vừa có sự tăng trưởng từ giá cao hơn VN Index 1.2 đến 1.4 lần để đảm bảo hiệu suất đầu tư sinh lời vượt trội thị trường trong dài hạn. Trong cương có nhu là chiến lược đầu tư hoàn toàn mới trong báo cáo chiến lược năm 2024 của AZFIN nhằm giúp nhà đầu tư có được danh mục trong một có hai, vừa có tiềm năng tăng giá, vừa có cổ tức cao hơn gửi ngân hàng. Chương trình báo cáo chiến lược năm 2024 sẽ được phát hành vào thứ tư ngày 20 tháng 12 năm 2023 và livestream giải đáp kín vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 với các nội dung tổng kết vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2023, nhận định triển vọng thị trường và dự đoán kịch bản vĩ mô 2024, chiến lược giải ngân và đầu tư cho danh mục năm 2024, lựa chọn danh mục top 10 cổ phiếu trong 6 ngành tiềm năng đầu tư năm 2024. Báo cáo chiến lược đón sóng phục hồi bao gồm 3 gói sản phẩm với nhiều ưu đãi khi chuyển khoản trước 18 tháng 12 như sau. Thành viên đồng, anh chị nhà đầu tư sẽ nhận được danh mục báo cáo chiến lược và tham gia livestream đánh giá và cập nhật thông tin về doanh nghiệp thông qua kết quả kinh doanh theo hàng quý. Thành viên bạc, anh chị sẽ được tham gia thêm vào group hỗ trợ 365 ngày và một gói đầu tư giá trị năng động với thời hạn 3 tháng. Đối với thành viên vàng, ngoài những ưu đãi đã nêu trên, anh chị sẽ còn nhận được một gói quản lý gia sản cấp độ 1. Bên cạnh đó, báo cáo chiến lược năm 2024, AZFIN cho ra mắt hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, deal chồng deal, siêu lời với chương trình giới thiệu siêu hời. Nếu nhà đầu tư giới thiệu được 2 khách hàng mới sẽ được tặng ngay gói nhận diện tài chính cá nhân độc quyền của AZFIN trị giá 3 triệu đồng. Nhà đầu tư giới thiệu từ 5 khách hàng mới trở lên được up level lên một gói. Gói đồng được up lên gói bạc được lên gói vàng và gói vàng được up level lên gói vàng plus, được 1 năm đồng hành trong chương trình đầu tư giá trị năng động trị giá 24 triệu đồng. Và đặc biệt, nếu sở hữu danh mục báo cáo chiến lược không vượt index thì AZFIN sẽ hoàn lại 30% phí tham gia chương trình cho nhà đầu tư. Đăng ký tham gia ngay báo cáo chiến lược 2024 với 3 bước đơn giản sau. Bước 1, nhà đầu tư quét mã QR code hoặc truy cập vào link đăng ký được đặt tại phần mô tả. Bước 2, hoàn thành lệ phí theo từng gói đăng ký. Bước 3, sau khi hoàn thành lệ phí, nhà đầu tư sẽ được tham gia vào group báo cáo chiến lược 2024 và nhận báo cáo chiến lược vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. AZFIN tin rằng báo cáo chiến lược 2024 đón sóng phục hồi sẽ trở thành tấm bản đồ dành riêng cho quý nhà đầu tư theo đuổi trường phái đầu tư giá trị năm 2024. Liên hệ 0977 522 860 để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí. Đăng ký hôm nay để nhận ngay ưu đãi. Đầu tiên thì tổng quan của tất cả nó sẽ gồm có 5 phần. Phần nhất là chúng ta sẽ điểm lại cái tình hình của năm 2022. Và từ việc điểm lại tình hình năm 2022 này thì đâu đó chúng ta sẽ sinh ra được bài học tốt hơn trong thời gian tới. Và thông thường thì như rất nhiều lần Tuấn chia sẻ đó là để biết được rằng một nhà đầu tư thành công hay không thì chúng ta phải trải qua đâu đó chu kỳ khoảng 30 năm. Đúng không ạ? Thì bởi vì cứ qua một cái chu kỳ mà bị đi xuống đi lên thì chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học. Và người nào mà trong cái cuộc chơi này là cuộc chơi về game Omen game, tức là những anh chị nào mà càng già tuổi tính theo thị trường nhé, anh chị nào càng già tuổi tính theo thị trường
thì cái khả năng kiếm tiền và khả năng sống sót trong cái thị trường này thì tốt hơn. Đó, thì sơ qua thì Tuấn cũng trải qua thị trường này đâu đó khoảng 12 năm rồi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau và tiếp tục sống đến khi đủ 30 năm. Đó, thì chúng ta sẽ sống càng lâu thì chắc chắn là chúng ta sẽ trở thành lão làng thôi ở trong cái thị trường này. Đó. Thì sơ qua một là chúng ta đi tập trung lại về cái tình hình nền kinh tế và thị trường chứng khoán năm 2022. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá lại vĩ mô của thị trường chứng khoán của năm 2023. Chiến lược đầu tư sẽ là gì? Cách thức tính hiệu suất đầu tư để cái phần 4 này sẽ tính chỉ ra cách tính lại và AZFIN tính theo cái phương pháp như vậy để anh chị có thể dựa vào đó anh chị giao dịch và nắm giữ nó hiệu quả hơn. Và thứ năm cuối cùng là lựa chọn các 10 cổ phiếu, thì riêng phần 5 thì Tuấn sẽ trình bày sơ qua đây ạ. Thì đầu tiên là câu chuyện của năm 2022 là một năm rất nhiều thách thức đúng không ạ? Cái này để Tuấn trỏ cái này một chút. Rồi, thì đầu tiên là mọi thứ vẫn là rất bình ổn cho đến khi mà Nga tấn công Ukraine. Và rõ ràng chúng ta đã không kịp nhận ra rằng là việc Nga-Ukraine đánh nhau nó tạo ra một cái đứt gãy trong chuỗi cung toàn cầu của việc khủng khiếp. Và khi mà Nga-Ukraine bắt đầu xảy ra xung đột thì sau đó là việc châu Âu bắt đầu phong tỏa tài sản của Nga. Đồng thời với ngược lại thì Nga cũng bắt đầu không cung cấp dầu khí cho Nga và cho châu Âu nữa. Và chính điều đó khiến cho giá của dầu khí tăng vọt lên trên thị trường quốc tế. Và chính điều đó tạo ra cái lạm phát cũng bắt đầu vọt lên. Đó thì rõ ràng là trong năm qua thì tự nhận sai lầm là chúng ta đã không kịp nhận ra vấn đề về câu chuyện của Nga-Ukraine nó bắt đầu lan rộng ra như vậy. Và ngay sau khi mà lạm phát đầu phi mã thì bắt đầu Fed bắt đầu tăng cái chương trình mua trái phiếu. Đúng không? Và ở Việt Nam mình thì nó bị tắt nước theo mưa. Ở Việt Nam mình là bị tắt nước theo mưa, tức là mặc dù lãi suất trên thị trường bắt đầu lên rồi, là một kịch bản bắt đầu hạ cánh mềm. Tức là hạ cánh mềm và hạ cánh cứng rất là khác nhau. Hạ cánh mềm là Fed chỉ tăng lãi suất. Lãi suất thì tức là như nào? Giống như kiểu chúng ta đang ăn mỗi ngày khoảng 10 bát cơm chẳng hạn. Thì Fed tăng lãi suất thì vì cái giá gạo lên thì tự nhiên chúng ta chuyển thành ăn 9 bát, 8 bát, 7 bát dần dần. Và cơ thể chúng ta dần dần thích nghi được. Thì đó là việc tăng lãi suất và hạ cánh mềm. Nhưng Việt Nam mình thì nó hơi khác một chút. Và cú hạ cánh của Việt Nam mình thì rõ ràng là nó nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Đó là đi theo hướng gọi là hạ cánh cứng. Và cách hạ cánh cứng chúng ta là như nào? Giống như anh chị đang ăn 10 bát cơm thì tự nhiên đùng một ngày ra ngoài cửa hàng gạo chúng ta không bán nữa. Và anh chị tự nhiên là đang quen 10 ngày và tự nhiên là không còn một bát gạo nữa để ăn. Và mọi người sẽ bị chết đói. Thì câu chuyện tương tự thế ở Việt Nam mình, đó là khi mà cái câu chuyện của Tân Hoàng Minh tháng 4 năm 2022 bắt đầu diễn ra và rõ ràng rằng là tất cả mọi người, tất cả các doanh nghiệp đang được vay trái phiếu với lãi suất khoảng 10% chẳng hạn và họ được tái tục đều hàng năm, thì đúng một cái là họ không tái tục được cái lượng trái phiếu đấy nữa. Và chính điều đó khiến cho toàn bộ cái nền kinh tế mình bị đứt gãy. Và chúng ta nhận thấy rằng là các thị trường khác trên thế giới đâu đó chỉ giảm 10, 11 đến 12%. Như Việt Nam mình giảm từ đỉnh là 1.500 xuống đáy là khoảng 860 điểm, tức là giảm đâu đó khoảng gần 40%, 40% đúng không ạ? Thì nó cho thấy rằng là cái tác động của Việt Nam mình thì đâu đó ngoài cái câu chuyện của thế giới, đó là câu chuyện của Việt Nam và câu chuyện của hạ cánh cứng và một cách can thiệp rất là thô bạo vào trong thị trường tài chính. Đó thì riêng cái phần mà này thì nó nằm ngoài cái khả năng dự liệu của tất cả mọi người. Đó sau thì những câu chuyện về Fed tăng lãi suất lần 2, lần 3 vân vân, thì tất cả mọi thứ nó đều là vào nước tràn ly thôi. Và nghị định 65 có hiệu lực thì bắt đầu tạo ra một cái cú sụt giảm tiếp tục. Thì đến bây giờ là câu chuyện nó bắt đầu đang đỡ dần hơn khi mà Fed thì bắt đầu lái đà tăng lãi suất bắt đầu chậm lại. Và thứ hai nữa là chính phủ mình đang bàn đến việc rằng là sẽ giảm cái tốc độ hoãn thực hiện cái nghị định 65. Thì rõ ràng rằng là những cái thứ gì mà có vẻ xấu nhất nó đang dần dần trôi qua. Ok. Đó, thế thì điểm qua lại một chút về tình hình của năm 2022. Khi mà mọi thứ lúc đầu khoảng giữa năm rất là xấu, thì bây giờ đến cuối năm mọi thứ bắt đầu ổn định dần hơn. Khi mà chúng ta nhìn thấy là lạm phát bắt đầu ổn định dần này, lãi suất của Fed cũng bắt đầu giảm dần này, việc can thiệp thô bạo vào thị trường tài chính của Việt Nam mình cũng bắt đầu đã bớt rồi. Và mình đang đi theo hướng gọi là khoãn thực hiện nghị định 65. Đó, thì lạm phát tại Việt Nam bắt đầu nằm trong tầm kiểm soát.
Câu chuyện thứ hai đó là cái chênh lệch giữa huy động tín dụng thì nó rất là lớn trong giai đoạn đến khoảng tháng 11, nhưng mà từ tháng 11 đến nay thì cái câu chuyện đấy nó bắt đầu giảm dần hơn và đang hạ nhiệt dần. Một đặc điểm nữa đó là ở Việt Nam mình ấy, thì cái vấn đề về chính sách, vấn đề về mệnh lệnh hành chính nó rất là cao. Anh chị thấy rằng là ở nước ngoài thì không bao giờ có chuyện áp trần lãi suất, nhưng ở Việt Nam mình thì chính phủ mình đã áp trần lãi suất là 9,5% bắt đầu từ tháng 1 2023. Thì rõ ràng rằng là mặc dù nó là mệnh lệnh hành chính nhưng nó đâu đó bắt đầu giảm được cái đà tăng lãi suất đi. Tỷ giá đô đồng cũng bị rất là căng thẳng khoảng giữa năm, nhưng đến cuối năm thì cũng bắt đầu đỡ hơn khi mà USD index bắt đầu đỡ giảm bớt đà tăng và lãi suất của Fed bắt đầu cũng giảm cái đà tăng lãi suất lên, đúng không? GDP thì bắt đầu cũng phục hồi. Đó, tuy vậy thì GDP thì có một điểm Tuấn muốn lưu ý hơn, đó là trong quý 4 vừa qua, mặc dù là số liệu rất là tốt, nhưng mà thực tế thì như Tuấn đi khảo sát ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì các đơn hàng trong quý 4 rất là yếu. Nguyên nhân của đơn hàng yếu bởi vì Mỹ thì vẫn đang chìm trong cái suy thoái và châu Âu thì rất là nặng nề, tức là châu Âu rất là tệ. Châu Âu còn đang hiện tại tăng tiếp lãi suất ở một mức tốc độ rất là nhanh để giảm được cái đà lạm phát. Đó, thì mặc dù là GDP hôm nay nhìn con số rất là tốt, nhưng mà cá nhân Tuấn cho rằng là GDP quý 4 không hề ổn. Nhất là cái tác động của nền kinh tế thế giới ảnh hưởng đến ngành xuất nhập khẩu của chúng ta. Và như nếu như anh chị để ý thì rõ ràng trong các buổi mà Tuấn chia sẻ trong câu lạc bộ đầu tư giá trị, câu lạc bộ nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì trong đó Tuấn cũng nói rất là rõ, đó là nhiều khả năng là ngành bán lẻ hay một số ngành khác của Việt Nam sẽ phải chịu tác động tiêu cực trong giai đoạn đầu năm. Nguyên nhân là bởi vì nền kinh tế thế giới đang rất là yếu. Đó, còn ở Việt về thị trường chứng khoán thì đương nhiên rồi, là một năm rất là trầm, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đánh giá tiếp, đó là triển vọng của năm 2023 như thế nào khi mà kết thúc năm 2022. Là mọi thứ bắt đầu dần dần có vẻ sáng lên rồi, đương nhiên GDP vẫn đang ở mức rất là yếu. Thì đầu tiên chúng ta hãy thử nhìn cái biểu đồ này. Anh chị để ý giúp Tuấn, đây là biểu đồ cái màu xanh này là đường P trên B, và màu đỏ này là màu P trên E. Thì trong những điều kiện mà thị trường khủng hoảng, chúng ta hay nhìn P trên B. Vì sao? Bởi vì cái E là biến động rất là mạnh, doanh nghiệp có thể lỗ hoặc là giảm nhiệt độ, giảm tốc độ, tức là giả sử một doanh nghiệp là đang lãi khoảng 10 đồng, giá trị doanh nghiệp khoảng 100 đồng, tức là PE 10, nhưng đùng một cái lợi nhuận doanh nghiệp từ 10 về còn 1 thì PE tự nhiên lên 100 đồng 100 lần, thì trông nó rất là khủng khiếp. Nhưng nếu anh chị nhìn theo P trên B thì giả sử như là 100 đồng đấy, nhưng mà cái book của họ đang là 50, thì lợi nhuận từ 10 xuống 1 thì cái book của họ lên 10, 50 cộng 1 là 51, thì lúc đấy là cái P trên B họ vẫn quanh khoảng 2 lần, đúng không ạ? Thì thành ra là trong cái khủng hoảng là ta phải nhìn theo P trên B. Đó, thế thì anh chị để ý thấy này, cái đường màu xanh này và đường màu nâu này, thế anh chị sẽ thấy rằng là cái khoảng thời gian đây tại mốc P trên B 1.7 tới hiện tại, tức là VN-Index đâu có khoảng 1050, thì nằm trong khoảng 10,6% giá cổ phiếu có thể rẻ hơn. Tức là anh chị để ý là tất cả khoảng thời gian mà cái P trên B nó ở dưới đường 1.7 đấy, đây khoảng thời gian này, khoảng thời gian này và tất cả khoảng thời gian này, đây thì Tuấn sẽ đây tất cả khoảng thời gian này, nếu ta cộng lại thì cái khoảng thời gian này trên tổng khoảng thời gian khoảng 12 năm trôi qua thì nó là 10,6%. Và tại mức P trên B 1.5 thì tức là được một đâu, thì khoảng thời gian bị nhỏ hơn nó chỉ có khoảng duy nhất khoảng này, đúng không ạ? Thì cái khoảng thời gian đấy nó chỉ là 2,3%. Đó, thì nếu như mà số liệu không nói dối và lịch sử của chúng lặp lại thì xác suất thua lỗ cho năm 2023 là thấp, nhỏ hơn 2,3%. Tức là bởi vì sao? Bởi vì cái BV của thị trường một năm tăng khoảng 10%, nên thành ra là sau một năm nữa nếu thị trường giữ nguyên
thì PBOK này tự nhiên về 1.5, đúng không? Nên là xác suất thua lỗ trong năm 2023 là cực kỳ thấp, nhỏ hơn 2,3%, và xác suất mà lỗ sâu vượt quá 10%, tức là PBOK đang từ 1.7 nó lại còn về xuống 1.5 nữa, cộng thêm book value tăng thêm 10% nữa, thì cái PBOK, tức là cái giá giảm đâu đó phải khoảng đến 20%, thì cái xác suất đó rất là thấp, tức là nhỏ hơn 0,8%. Anh chị lưu ý giúp Tuấn cái này. Thế thì dựa trên những con số thực tế này, những con số mà thống kê này, thì Tuấn cho rằng là cái xác suất mà anh chị đầu tư để thua lỗ năm nay về cơ bản nó là thấp. Đương nhiên là không gì là không thể xảy ra, nhưng cái xác suất theo lịch sử chứng minh thì xác suất để thua lỗ năm nay khá là thấp. Thế thì tóm lại là hiện tại thị trường đang có những câu chuyện gì chúng ta cần phải để ý. Một, đó là những cái tin tốt của mình, đó là gì? Đó là đà tăng của Fed đã được chậm lại. Thứ hai này là chuẩn lãi suất tiền gửi 12 tháng dự kiến bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2023. Thứ ba, thị trường trái phiếu được cứu. Và thứ tư là Trung Quốc đang bơm tiền trở lại. Mặc dù ngược lại cái tin xấu là gì? Đó là các doanh nghiệp tại Mỹ tiếp tục sa thải nhân công. Chiến tranh Nga-Ukraine khiến cho châu Âu tiếp tục đội chi phí lên nghiêm trọng. Và thứ ba nữa, lượng đơn hàng Việt Nam khó để tăng nhanh lại nếu Mỹ châu Âu tiếp tục suy thoái. Thì tức là GDP Việt Nam vẫn đang bị ảnh hưởng. Nhưng ngược lại thì vấn đề Trung Quốc đang phục hồi. Thì trong cán cân đấy thì trong ngắn hạn là Việt Nam mình vẫn nằm trong cái khoảng đi ngang, sideways up và sideways down. Câu chuyện rất là may mắn đó là định giá của chúng ta đang ở mức rất rẻ. Và hôm qua, vừa sáng nay thôi, tôi đã đọc một bài của anh Nguyễn Duy Hưng, BSA. Anh Duy Hưng là một người khá là tài năng và đã sống thị trường này khá lâu rồi. Anh Hưng nói câu chuyện rằng là nếu như mà thị trường giảm giá 30% trong một năm, thì cái xác suất để thị trường tăng lên, tăng trong năm tiếp theo là từ 20 đến 25% và lên 65%, tức là 65% xác suất có thể tăng. Thì nó đồng điệu với cả cái mà Tuấn chia sẻ với anh chị hôm nay, đó là cái xác suất mà để thua lỗ cho năm nay đâu đó là nhỏ hơn 2,3%, và xác suất thua lỗ trên 10% là nhỏ hơn 0,8%. Đó. Đương nhiên thì nó vẫn có những cái rủi ro, đó là rủi ro về xung đột giữa Trung Quốc Đài Loan, nếu leo thang tạo ra một rủi ro cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà định giá thị trường về cơ bản đang ở mức khá là rẻ. Đó. Thế thì những điều gì chúng ta cần phải theo dõi thời gian tới nếu như chúng ta muốn tham minh thị trường hơn một chút nữa, thì đó là chúng ta phải chờ đợi khi mà đồng hồ kinh tế toàn cầu nó chuyển đến góc 7 giờ, tức là lãi suất giảm. Khi mà lãi suất giảm thì đương nhiên là toàn bộ thị trường sẽ hấp lên. Nhưng mà trong điều kiện mà lãi suất chưa giảm thì nó đâu đó đang nằm trong khu vực này. Và khi nằm trong khu vực này thì chắc chắn thị trường sẽ phân hóa. Và dự kiến rằng là với những điều kiện thị trường vĩ mô đang khá là xấu, thì góc nhìn của cá nhân Tuấn và của Athefin, góc nhìn của Athefin cho rằng là thị trường vẫn đang đi theo hướng gọi là trong vùng đáy, và mình sẽ là sideways up và sideways down, nhưng sẽ có những cổ phiếu tăng vọt lên rất là mạnh. Chúng ta nhìn thử năm 2012 chẳng hạn. Năm 2012 là mặc dù thị trường như vậy nhưng cũng có những cổ phiếu vẫn đang tiếp tục tăng, đó là Vinamilk, đó là Hòa Phát, vân vân. Đó, thế thì bây giờ chúng ta cùng đồng ý với nhau rằng là đồng hồ trên 7 giờ, và chưa đến 7 giờ thì thị trường chắc chắn phân hóa, và chỉ những cổ phiếu nào mà có câu chuyện thực sự tốt mới tăng. Còn nếu như mà thị trường bắt đầu sang cái thời kỳ mà lãi suất bắt đầu giảm rồi, thì anh chị sẽ thấy rằng là cổ phiếu nào sẽ tăng, kể cả Rose, kể cả FLC, kể cả CEO, kể cả Dick, tất cả đều tăng hết, đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta đang chưa đến góc 7 giờ, thì thành ra là chỉ những cổ phiếu nào thực sự câu chuyện mới tăng. Đó. Và thứ hai là chúng ta sẽ nhìn xem là nó có 3 giai đoạn thị trường. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn giảm giá thì lãi suất tăng, là giai đoạn chúng ta đang nhìn thấy của năm 2022, đúng không ạ? Tỷ giá thì mất này, thanh khoản thì thắt chặt này, phá sản bắt đầu xảy ra này, kỳ vọng lợi nhuận thì rất là khả quan. Nhưng ở vùng đáy thì khác, vùng đáy thì bắt đầu lãi suất bắt đầu ngừng tăng, và hiện tại ta đang nhận thấy rằng lãi suất bắt đầu ngừng tăng rồi, đúng không ạ? Tỷ giá bắt đầu có dấu hiệu ổn định, thanh khoản bắt đầu không tệ đi, phá sản thì bắt đầu là chính phủ bắt đầu bàn về giải pháp để cứu gỡ, thì rõ ràng là chính phủ chúng ta đang bàn giải pháp là khoán thực hiện nghị định 65, khoán 1 năm hay 2 năm, tức nó chưa đi vào hoạt động nhưng người ta đang bàn, và rõ ràng thị trường bắt đầu ngừng đạt rơi. Kỳ vọng lợi nhuận thì bắt đầu là kỳ vọng lợi nhuận về cơ bản đang yếu đi. Thế thì chúng ta đang đâu đó đang ở vùng này,
với hàng vùng này, tức là có up, có down, có up, có down. Và để thị trường thực sự phục hồi, chúng ta phải chờ đến giai đoạn phục hồi đây, đó là lãi suất bắt đầu giảm, tỷ giá ổn định, thanh khoản nới lỏng, giải pháp được thực hiện, tức là nghị định 65 bắt đầu được thực hiện, đi vào thực thi, đúng không? Và biên lợi nhuận cải thiện. Đó, thì những cái điều này tôi nghĩ là có lẽ chúng ta phải chờ đến khoảng quý 4 2022, à quý 4 2023, còn bây giờ chúng ta đâu đó đang nằm trong vùng này và chúng ta cần phải chờ đợi, đúng không? Đó, thế thì hiện tại chúng ta đang ở đâu? Chúng ta nhìn thấy rằng lãi suất vẫn chưa giảm này, tỷ giá vẫn đang theo dõi này, giải pháp thực thi vẫn đang chờ hướng dẫn này, và doanh thu vẫn chưa kỳ vọng vượt trội thời gian tới. Chúng ta đâu đó đang ở vùng đáy, và vùng đáy tức là thị trường sẽ tiếp tục đi sideways này, và mọi người cảm thấy rất là khó chịu, có thể đến đi biên, đi trong biên từ 900 đến khoảng 1.100 chẳng hạn, nó cứ đi biên như vậy. Và đương nhiên trong thời gian đấy thì anh chị sẽ thấy một số cổ phiếu tăng đến gấp rưỡi trong thời gian qua rồi, đúng không ạ? Đó thì nó sẽ là phân hóa. Và câu chuyện nó giống, rất là giống của năm 2012, đó là gì? Đó là 2010, đầu tiên chúng ta tính kết thúc của 2011 nó giống hệt cái kết thúc của 2022 chúng ta. Đó là gì? Đó là thị trường giảm mạnh, thông tin xấu tràn ngập, giá chứng khoán liên tục sụt giảm mạnh, và tâm lý đầu tư rất là chán nản, đầy hoài nghi. Thì bắt đầu sang đầu năm 2022, tức là bắt đầu vào giai đoạn 1 này, đó là mọi thứ bắt đầu bớt xấu hơn, lạm phát thì không tăng và chính phủ đang bàn giải pháp. Đó, thì sau đó sẽ qua, tức là anh chị sẽ thấy rằng giai đoạn 1 này nó tăng rất là mạnh, nhưng sau giai đoạn 1 này nó tăng khoảng từ tháng 10, cuối tháng 12 của 2011 cho đến khoảng tháng 5 2012, tức là khoảng 5 tháng. Sau đó một cú sideways down, anh chị thấy không ạ? Một cú sideways down thì vĩ mô là không tiến triển, lãi suất giảm nhưng mà tín dụng vẫn ì ạch, thị trường bất động sản đóng băng, một số vụ như Bầu Kiên, ACB vân vân. Đó, và đến giai đoạn 3, tức là giai đoạn mà thị trường bắt đầu up trở lại, là khi mà kế hoạch tài chính ngành ngân hàng bất động sản công bố. Thì câu chuyện tương tự Tuấn cũng rất là thiên về câu chuyện này, đó là hoàn toàn chúng ta có thể chứng kiến cái sự phục hồi trong khoảng 4 đến 5 tháng kể từ vùng đáy. Sau đó thì thị trường bắt đầu sideways. Và sau đó chúng ta phải chờ đến cuối năm, có thể là cuối năm hoặc thậm chí đến tận cuối tháng 12 của 2023, chúng ta mới được chứng kiến rằng thị trường bắt đầu phục hồi trở lại khi mà lãi suất của Fed bắt đầu giảm. Đó, thế thì liệu điều này có xảy ra lại cho 2022, 2023 hay không? Thì cá nhân Adefin đánh giá rằng là nó có thể hoàn toàn đi theo kịch bản như vậy. Đó, thế thì tóm lại, khi chúng ta biết rằng là năm nay sẽ là năm thiên về đi ngang, nhưng mà định giá đang ở rất là thấp và nó sẽ có những cổ phiếu phân hóa đi lên, đúng không? Thì cái chiến lược đầu tư chúng ta sẽ là gì? Và rõ ràng vì nó bị đi ngang một độ biên, thành ra là chắc chắn là chúng ta vẫn phải có hoạt động mua vào và hoạt động trading bán ra một chút. Và đó cũng chính là trong cái câu chuyện mà chia sẻ của báo cáo chiến lược này. Thì kịch bản 2023 đó là gì? Tức là thứ nhất, đó là thị trường tài chính đang dần dễ thở hơn khi mà lạm phát dần giảm đi này, biện pháp hành chính giảm, cắt giảm chi phí tài chính cho doanh nghiệp này, và đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất rẻ. Và theo lịch sử thì cái xác suất để lỗ năm nay đâu đó chỉ dưới 2,3%, và xác suất để lỗ trên 10% là dưới 0,8%. Đó, thì thị trường đang rất là rẻ. Thứ hai, đó là nền kinh tế thế giới thì biến động trái chiều và bất thường, đó là châu Âu vẫn đang suy thoái, Mỹ vẫn đang thất nghiệp, nhưng Trung Quốc lại đang mở cửa trở lại, và Việt Nam mình đang rất rất gần Trung Quốc. Đó, thì rõ ràng nó sẽ phân hóa, và những doanh nghiệp nào mà gần gần với hướng Trung Quốc thì nó sẽ được phục hồi tốt hơn, đúng không? Hay là những doanh nghiệp nào mà gần đầu tư công Việt Nam mình chẳng hạn, đấy sẽ là những câu chuyện phục hồi tốt hơn. Thế thì tóm lại, đó là sự phân hóa sẽ diễn ra gay gắt, và những chỉ cổ phiếu có tăng trưởng bền vững hoặc vĩ mô thuận lợi có thể tăng trưởng. Thế diện chiến lược hợp lý sẽ là gì? Một, đó là tập trung vào định giá doanh nghiệp, cố gắng bỏ qua yếu tố vĩ mô. Tức là cách đây một năm thì có thể chúng ta sẽ phải tập trung rất nhiều vào vấn đề vĩ mô, nhưng thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải vứt vĩ mô sang một bên, và chúng ta tập trung vào nội tại doanh nghiệp đấy, và tập trung vào việc rằng là định giá doanh nghiệp đấy có đang rẻ hay không. Đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam đang rất là rẻ này, thì tôi đang nhận thấy rằng cơ hội đang khá là lớn. Và thứ hai là đối với nhà đầu tư an toàn thì cần phải tạo ra dòng tiền hoặc cân bằng tỷ lệ giữa tiền mặt và cổ phiếu để đảm bảo phòng tránh những rủi ro. Tức là nếu như anh chị mà muốn an toàn nữa thì anh chị có thể phân bổ khoảng 60-70% vào chứng khoán thôi, còn 40-30-40% anh chị để
tiền mặt để bên ngoài gửi tiết kiệm chẳng hạn đấy. Thì đấy là những anh chị an toàn. Còn ở góc độ cá nhân Tuấn thì Tuấn nhận thấy rằng là năm nay là một năm mà thị trường chứng khoán được đánh giá rất rẻ. Và nếu xét trong 10 năm qua thì đây là vụ rẻ nhất trong lịch sử. Mặc dù là những cái triển vọng trong tương lai rất là mờ mịt. Đó, thế thì câu chuyện phân bổ tài sản. Thì đây là câu chuyện mà trồng cây ở Thái Lan thì Tuấn cũng có chia sẻ trong cái rất nhiều lần rồi. Đó là có hai người nông dân. Người nông dân đầu là chỉ trồng 100 trong cây mía hoặc thanh long, hoặc lúa, vân vân. Cái này đang bị lỗi một chút ở bên trái. Và người nông dân thứ hai là ông ấy chia rất là đều. Ông ấy chia một phần cho đào ao thả cá, một phần cho trồng lúa, một phần cho trồng cây ăn trái, một phần cho trồng cây khác như thuốc men. Thế thì khi mà được mùa mía lại mất giá thì anh bên trái này lấy mất hết. Nhưng anh bên phải này thì anh có thể bán rất nhiều thứ khác bên cạnh cái việc mà bán cây mía, đúng không? Anh có thanh long, anh có cá, vân vân mọi thứ. Và thứ hai nữa, anh bên trái này là khi mà khó khăn thì anh ý tức là hàng ngày đi ăn uống thì anh phải ra ngoài chợ anh mua hàng về. Nhưng anh bên phải này hoàn toàn để trồng, lấy rau ra để ăn, rồi câu cá để ăn, vân vân. Rồi khi mà bị bệnh thì anh bên trái này phải ra hiệu thuốc, anh bên phải này phải lấy ngay thuốc ở trong vườn. Đó, thế thì ý ở đây tức là rất là mong muốn anh chị khi mà đầu tư mình cần phải phân bổ nó ở mức phù hợp. Có thể là có một phần vào những cổ phiếu cổ tức chẳng hạn như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho chính mình. Và đồng thời với đó là trong cái danh mục mà Adefin khuyến nghị có những cổ phiếu mà Adefin buộc phải cho vào với mục tiêu là phòng thủ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đến là cách thức tính hiệu suất đầu tư như nào. Bởi vì năm ngoái là có rất nhiều các comment rằng là Adefin tính hiệu suất đầu tư không đúng, vân vân mọi thứ. Thì thành ra là năm nay một là Adefin sẽ thực hiện là giải ngân một quỹ nho nhỏ đầu tư cùng với anh chị. Và thực tế thì chúng tôi đã giải ngân rồi và đã giải ngân vào cái hôm 26 tháng 12 thì phải. Tức là sau khi mà ra báo cáo và ngày thứ hai là Adefin chưa giải ngân, đến ngày thứ ba là Adefin giải ngân ngay đầu giờ. Và tôi đã giải ngân rồi, người này vẫn ngay cái phiên ATO. Đó, thì chúng tôi đã giải ngân toàn bộ rồi. Để anh chị thấy rằng là khi chúng tôi đưa ra quyết nghị chúng tôi sẽ mua. Và thứ hai đó là cái việc thực thi nó sẽ thực thi giống hệt như trong báo cáo chiến lược đề xuất. Một đó là phân bổ danh mục đều. Và hiện tại chúng tôi đã phân bổ rất là đều mỗi cổ phiếu 10%. Thứ hai là không sử dụng margin. Thứ ba đó là tuân thủ chốt lời khi đã quyết nghị vào cái chiến lược đặt kiến nghị chốt lời và tái đầu tư toàn bộ khi mà cổ phiếu lại quay lại khuyến nghị mua. Đó, thì cái chiến lược này năm nay nó sẽ rất là hiệu quả, bởi vì năm nay đang là năm mà thị trường đang ở mức sideways. Rồi, và đây là cách tính của chúng ta, đó là ví dụ như là mua cổ phiếu FPT, đúng không? Và khi mà đạt ngưỡng chốt lời thì anh chị chốt lời ra, anh chị bán ra. Và khi nó quay lại cái vùng giá cân nhắc mua thì anh chị lại mua lại được đúng số tiền như vậy. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến top 10 cổ phiếu. Thì ở đây Tuấn sẽ tổng hợp lại các cổ phiếu thôi để anh chị có thể tìm hiểu thêm, còn chi tiết anh chị có thể đọc trong báo cáo ạ. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của Hòa Phát. Thì nó sẽ phân ra thành là câu chuyện dài hạn, câu chuyện ngắn hạn năm nay, đánh giá hành động như nào, cân nhắc mua, cân nhắc bán và lợi nhuận kỳ vọng. Thì đầu tiên là câu chuyện dài hạn của Hòa Phát vẫn là câu chuyện về nền kinh tế Việt Nam thay thế Trung Quốc thành công xưởng thế giới. Thì câu chuyện ngắn hạn là câu chuyện về phục hồi của Trung Quốc khi mà cửa trở lại phát triển bất động sản. Có nghĩa rằng là câu chuyện tăng trưởng của Hòa Phát năm nay nó không phải câu chuyện về tăng trưởng công suất, tăng trưởng lợi nhuận, mà năm nay câu chuyện Hòa Phát là câu chuyện phục hồi. Vì nó là câu chuyện phục hồi nên hình ra là nó sẽ đi theo cái câu chuyện của giá thép, giá than, giá quặng sắt, đúng không? Và định hướng Hòa Phát năm nay là chuyển phục hồi từ nền thấp của năm 2022. Thực tế nếu như chúng ta nhìn Hòa Phát thì chúng ta nhận thấy rằng là cái PB của Hòa Phát nó ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, đúng không ạ? Thì cái giá cân nhắc mua là 18.500 và giá cân nhắc bán là 24.000, lợi nhuận kỳ vọng là 29.7%. Techcombank, VIB và ACB thì nó cùng nằm trong ngành ngân hàng và nền lãi suất của Việt Nam trong dài hạn trong 2023 thì cũng chịu sức ép.
nhưng đã có cái biện pháp hành chính và lãi suất sẽ được tốt hơn từ năm 2024. Thế thì mỗi câu chuyện này nó sẽ có một câu chuyện khác nhau. Ví dụ như Vietcombank là câu chuyện về định giá đang rất là rẻ, khi mà năm ngoái họ bị dính vấn đề trái phiếu khiến cho định giá của cổ phiếu nó đang từ Facebook đâu khoảng 2 lần về chỉ có 0.6 lần, tức là một mức giảm tôi khủng khiếp, đúng không ạ? Nên thành ra Techcombank sẽ câu chuyện phục hồi và giá cổ phiếu bị định giá quá sâu so với cả cái tiềm năng của nó. Câu chuyện VIB là câu chuyện về ngân hàng này thì tiếp tục chạm mức rất là cao và nhu cầu tái đầu tư rất là thấp. ACB thì chất lượng tài sản tốt và không bị tác động bởi trái phiếu. Thế thì ba doanh nghiệp này nó sẽ khác nhau như này. Techcombank nó như kiểu một doanh nghiệp mà tấn công. VIB cũng là một doanh nghiệp hướng đến tấn công. Nhưng chúng tôi phải thêm ACB với mục tiêu là phòng thủ. Bởi vì sao? ACB cái tốc độ biến động, cái độ biến động và cái chất lượng tài sản ACB rất là tốt. Thành ra là ACB buộc phải có trong danh mục này với mục tiêu đó là cổ phiếu phòng thủ cho ba cổ phiếu ngành ngân hàng. Đó. Thế thì cái mức tăng trưởng tự nhiên sau của Techcombank thế là từ mua dưới 28 và bán 38, tức là lên 35,7%. Của VIB là mua dưới 19,7 và đến 26,5, tức là cũng 34,5%. Nhưng ACB thì cái kỳ vọng lợi nhuận chỉ khoảng 21,7%, bởi vì nó là một cổ phiếu phòng thủ. Nhưng bù lại nếu những cái biến động của thị trường nó xấu hơn dự kiến chúng tôi thì ACB sẽ là cổ phiếu giữ cái danh mục tốt nhất. Đó. Câu chuyện tiếp theo, câu chuyện MBS là câu chuyện thiên về tấn công. Khi mà triển vọng dài hạn khả quan thì là sở hữu của nhà đầu tư trên tổng dân số mức rất là thấp. Đó. Và câu chuyện ngắn hạn đó là câu chuyện MBS là câu chuyện thiên về sự phục hồi thôi. Và giá mua ông ta sẽ từ 13.000 đến 18.000. Và cổ phiếu này mang tính chu kỳ rất là cao. Mang tính chu kỳ rất là cao và kỳ vọng lợi nhuận rất là cao là 38,5%. Và khi mà chúng tôi đưa ra mức giá mua dưới 13.000 này thì lúc mà làm báo cáo này là MBS vẫn đâu đó khoảng 13.5 đến 14. Nhưng mà chúng tôi quyết định cho mức giá xuống dưới 13. Bởi vì mục tiêu là vì tính chu kỳ nên nó biến động rất là mạnh. Và vì biến động mạnh nên ra là chúng ta có thể trông chờ mức lợi nhuận rất là cao và sẵn sàng mua ở vùng giá rất là sâu, giảm sâu và bán ở vùng cao. Đó. Rồi, câu chuyện tiếp theo là câu chuyện FPT, lợi nhuận cũng rất là thấp. Mục tiêu của nó cũng là mục tiêu sử dụng để phòng thủ cho toàn bộ danh mục. Và kết quả kinh doanh của năm 2023 dự kiến tiếp tục khả quan, mặc dù định giá của nó không quá rẻ. Và nó vẫn tiếp tục nằm trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nên FPT tăng trưởng vẫn rất là chắc chắn. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện FLT, khi mà họ phát triển chuỗi Long Châu. Và Long Châu thì đang có nhiều cơ hội chiếm lĩnh được cái thị phần này. Và miếng bánh của Long Châu miếng bánh rất là tốt. Nếu như thành công bắt đầu có thể từ năm 2024 trở đi thì FLT sẽ định giá lên rất là cao. Chính vì vậy chúng tôi vẫn quyết định tham gia vào FLT. Mặc dù là độ biến động của FLT cũng rất là khủng khiếp. Và chúng tôi hướng đến mua dưới giá 70.000, bán giá 85.000. Thế giới động là câu chuyện nó cũng tương tự như vậy. Và hai cổ phiếu này đều là hai cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng ít nhất là trong quý 1, quý 2, quý 3 của năm 2023. Tức là chúng ta sẽ đang kỳ vọng rằng hai cổ phiếu này sẽ được phục hồi rất mạnh mẽ trong khoảng 6 tháng cuối năm. Chứ còn 6 tháng đầu năm thì nhiều khả năng của doanh nghiệp này sẽ chịu tác động tiêu cực từ sức mua trở nên yếu đi, rõ ràng. Còn thế giới động thì có câu chuyện về bán vốn một cách khó xanh thì câu chuyện nó cũng có. Thành ra là thế giới động sẽ là một cổ phiếu mà sẽ có nhiều ẩn số và định giá nó đang khá là rẻ. Hà Đô thì đợt vừa rồi vẫn có rất nhiều câu hỏi của anh chị là tại sao không tập Nam Long, đúng không? Thì xin trả lời này là Nam Long, Hà Đô thì đều là những cổ phiếu rất là tốt. Nhưng Nam Long chỉ thuần trong mảng bất động sản. Và chúng ta chưa biết rằng là 2023 hành động của chính phủ chúng ta đối với bất động sản sẽ như thế nào. Mặc dù ngành bất động sản đã giảm rất là sâu thời gian qua. Nhưng vì cái chính sách rất là mù mờ năm 2023 và 2024, thành ra là ATP mới quyết định chuyển đổi từ Nam Long sang Hà Đô. Vì sao? Bởi vì Hà Đô ngoài cái mảng bất động sản rất là mạnh thì họ còn có thêm một mảng nữa là mảng năng lượng rất là mạnh. Năng lượng của Hà Đô chỉ đứng thứ ba tại Việt Nam sau RE. À xin lỗi, đứng thứ hai tại Việt Nam sau mỗi RE đó. RE cái RE đấy, RE đấy thì tổng công suất nó khoảng đâu 600 MW, nhưng của Hà Đô khoảng 300-400 MW rồi. Đó cho thấy rằng là Hà Đô là một doanh nghiệp khá là mạnh. Đó, thế thành ra vì sao tôi lựa chọn Hà Đô, bởi vì
Trong trường hợp xấu thì chúng ta vẫn có mảng năng lượng và có cổ tức. Đó, thì đấy là câu chuyện Hà Đô. Và Hà Đô chúng tôi kỳ vọng mua dưới 30.000 và bán ra 38.000, 26,7%. PR thì câu chuyện PR nó rất là hay nếu ta nhìn sau quất rất là xa đến tầm 2026-2027. Bởi giá cao su nó ở vùng rất là thấp trong nhiều năm qua. 2011 giá cao su lên khoảng 800 yên, nhưng bây giờ giá cao su đâu khoảng 300-400 yên thôi. Và từ 2011 cho đến tận 2022 này đã có 10 năm trôi qua. Chu kỳ cao su kéo dài khoảng 20 năm. Thì nhiều khả năng đến 2026 chu kỳ cao su quay trở lại và hoàn toàn giá của cổ phiếu ngành cao su sẽ bược bật trở lại. Lợi nhuận nếu như mà cái giá cao su tăng gấp đôi từ 400 yên lên khoảng 800 yên thì lợi nhuận có thể tăng gấp khoảng là 5 lần, 4 đến 5 lần. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã tiết giảm chi phí rất là thấp rồi. Thành ra cái đà tăng của bao nhiêu phần doanh thu sẽ đẩy hết vào phần lợi nhuận. Đó, nên thành ra là nếu ta nhìn PR, ta nhìn xa, ta sẽ nhìn cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà nhìn gần thì PR vẫn có câu chuyện về chuyển đổi đất từ cao su ra khu công nghiệp. Thứ hai, đó là cái suất cổ tức họ rất là tốt. Đó, thành ra là chúng tôi vẫn hướng đến mua PR. Và vừa rồi thì PR có trả cổ tức là 4.000 đồng trên một cổ phiếu. Và tôi kỳ vọng là mua dưới giá 40 và bán ở giá 52, tăng trưởng đâu đó khoảng 30% trên một cổ phiếu. Đó, thế thì tóm lại đó là chúng ta có 10 cổ phiếu và phân bổ vào mỗi cổ phiếu là khoảng 10%. Suất cổ tức kỳ vọng của cả danh mục này đâu đó khoảng là 3,7%, cao hơn VN Index là 2,1%. P/E của cả danh mục này là khoảng 8,6 lần và thấp hơn P/E của VN Index là 10,7. Mặc dù P/B nó cao hơn một chút, đúng không? Đó, và ROE của danh mục này là 22% so với ROE của VN Index chỉ là 14,96%. Đó, và sau đây sẽ là top 10 cổ phiếu. Thì chắc là phần này xin phép là Tuấn sẽ không trình bày, bởi vì tổng quan từng danh cổ phiếu Tuấn đã được trình bày trong phần này rồi, để anh chị có thể nắm sơ qua cái bức tranh của cổ phiếu. Và anh chị lưu ý rằng là trong danh mục này thì một là phân bổ đều, hai là mỗi cổ phiếu sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau. Có những cổ phiếu như ACB, như FPT nó buộc phải có trong danh mục với mục tiêu đó là giảm độ biến động của danh mục đi nếu chẳng may gặp những biến động trái chiều. Có những cổ phiếu chỉ mục tiêu là phục hồi, có những cổ phiếu mục tiêu là nhìn dài hạn hơn như PHR, đúng không? Hay là Hà Đô thì với mục tiêu là để an toàn tài khoản và nằm trong mảng bất động sản. Đó, thì đấy là sơ qua về cổ phiếu. Xin phép dừng trình bày ở đây, xin mời ra. Kính chào quý nhà đầu tư đến với báo cáo chiến lược năm 2024, lợi tức, cổ tức hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng vượt trội. AZFIN đã đưa ra 3 mùa báo cáo chiến lược và cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Ngày hôm nay, hãy cùng AZFIN điểm lại, theo bảng thống kê dưới đây khi so sánh với VN Index. Năm 2021, khi lợi suất sinh lời của VN Index đạt 32,1%, thì báo cáo chiến lược của AZFIN mang lại lợi suất 76,3%, cao gấp 2 lần so với VN Index, trong đó 5 mã mở rộng trung bình lãi 84,36%. Với năm 2022 đầy biến động, thị trường chứng khoán đã có lúc giảm mạnh đến 26,4%, nhưng báo cáo chiến lược của AZFIN chỉ giảm 9,4%, mức giảm nhẹ hơn rất nhiều so với thị trường chung. Bước sang năm 2023, báo cáo chiến lược với chủ đề tập trung vào định giá đã mang lại thành công lớn cho nhà đầu tư với mức tăng 28,5%, cao hơn 3 lần so với mức tăng của thị trường chung là 9,4%. Thị trường chứng khoán luôn diễn biến hết sức phức tạp, từ đó khiến cho các nhà đầu tư thường rất khó khăn trong việc ra quyết định đầu tư, cũng như không biết chọn cổ phiếu nào, danh mục nào và chiến lược ra sao để có thể đầu tư hiệu quả trong dài hạn. Thấu hiểu được nhu cầu này, AZFIN Việt Nam đưa ra báo cáo chiến lược thường niên nhằm đồng hành cùng các anh chị trong suốt quá trình đầu tư hướng tới lợi suất có thể vượt trội so với chỉ số VN Index. Tiếp nối thành công sau 3 mùa báo cáo chiến lược, AZFIN quyết định ra mắt báo cáo chiến lược năm 2024 với chủ đề đón sóng phục hồi. Danh mục bao gồm 10 mã top đầu được lựa chọn kỹ lưỡng từ 6 ngành tiềm năng cho năm 2024 với các tiêu chí ROE cao gấp 1.5 lần trung bình thị trường, V/E bằng 1/2 đến 2/3 trung bình VN Index, cổ tức cao gấp 4 lần trung bình VN Index, tăng trưởng kết quả kinh doanh cao hơn 1.2 đến 1.4 lần VN Index. Các tiêu chí này giúp cho danh mục báo cáo chiến lược vừa có dòng tiền từ cổ tức cao hơn gửi ngân hàng để đảm bảo tính phòng thủ an toàn cho vốn đầu tư, vừa có sự tăng trưởng từ giá cao hơn VN Index 1.2 đến 1.4 lần để đảm bảo hiệu suất đầu
đầu tư sinh lời vượt trội thị trường trong dài hạn. Trong cương có nhu là chiến lược đầu tư hoàn toàn mới trong báo cáo chiến lược năm 2024 của AZFIN nhằm giúp nhà đầu tư có được danh mục trong một có hai, vừa có tiềm năng tăng giá, vừa có cổ tức cao hơn gửi ngân hàng. Chương trình báo cáo chiến lược năm 2024 sẽ được phát hành vào thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023 và livestream giải đáp kín vào ngày 23 tháng 12 năm 2023 với các nội dung tổng kết vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2023, nhận định triển vọng thị trường và dự đoán kịch bản vĩ mô 2024, chiến lược giải ngân và đầu tư cho danh mục năm 2024, lựa chọn danh mục top 10 cổ phiếu trong 6 ngành tiềm năng đầu tư năm 2024. Báo cáo chiến lược đón sóng phục hồi bao gồm 3 gói sản phẩm với nhiều ưu đãi khi chuyển khoản trước 18 tháng 12 như sau. Thành viên đồng, anh chị nhà đầu tư sẽ nhận được danh mục báo cáo chiến lược và tham gia livestream đánh giá và cập nhật thông tin về doanh nghiệp thông qua kết quả kinh doanh theo hàng quý. Thành viên bạc, anh chị sẽ được tham gia thêm vào group hỗ trợ 365 ngày và một gói đầu tư giá trị năng động với thời hạn 3 tháng. Đối với thành viên vàng, ngoài những ưu đãi đã nêu trên, anh chị sẽ còn nhận được một gói quản lý gia sản cấp độ 1. Bên cạnh đó, báo cáo chiến lược năm 2024, AZFIN cho ra mắt hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn, deal chồng deal, siêu lời với chương trình giới thiệu siêu hời. Nếu nhà đầu tư giới thiệu được 2 khách hàng mới sẽ được tặng ngay gói nhận diện tài chính cá nhân độc quyền của AZFIN trị giá 3 triệu đồng. Nhà đầu tư giới thiệu từ 5 khách hàng mới trở lên được up level lên một gói. Gói đồng được up lên gói bạc được lên gói vàng và gói vàng được up level lên gói vàng plus, được 1 năm đồng hành trong chương trình đầu tư giá trị năng động trị giá 24 triệu đồng. Và đặc biệt, nếu sở hữu danh mục báo cáo chiến lược không vượt index thì AZFIN sẽ hoàn lại 30% phí tham gia chương trình cho nhà đầu tư. Đăng ký tham gia ngay báo cáo chiến lược 2024 với 3 bước đơn giản sau. Bước 1, nhà đầu tư quét mã QR code hoặc truy cập vào link đăng ký được đặt tại phần mô tả. Bước 2, hoàn thành lệ phí theo từng gói đăng ký. Bước 3, sau khi hoàn thành lệ phí, nhà đầu tư sẽ được tham gia vào group báo cáo chiến lược 2024 và nhận báo cáo chiến lược vào ngày 20 tháng 12 năm 2023. AZFIN tin rằng, báo cáo chiến lược 2024 đón sóng phục hồi sẽ trở thành tấm bản đồ dành riêng cho quý nhà đầu tư theo đuổi trường phái đầu tư giá trị năm 2024. Liên hệ 0977 522 860 để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí. Đăng ký hôm nay để nhận ngay ưu đãi.